Suốt đêm hôm qua mẹ không ngủ hả mẹ? Mẹ thức cả đêm để gọi điện thoại cho anh con, nhưng không sao gọi được. Điện thoại còn hết pin. Con ơi, con đừng xài cái số điện thoại đó nữa. Công an người ta biết số của con rồi. Vậy hả mẹ? Trường, hãy nói cho mẹ biết chỗ ở của con ở đâu. Con đang ở đâu? Thôi, con gọi để báo cho mẹ biết là con ổn. Giờ con bận rồi. Tại sao con làm những việc này hả Trường? Con có biết chất độc này nguy hiểm cỡ nào? Giờ vì những việc này mà cũng sẽ phải đi tù. Tại sao con làm chuyện dại dột như vậy? Con bỏ ngoài tai những lời mẹ nói hay sao? Bây giờ con phải dừng lại ngay. Mẹ không muốn con làm những việc này nữa. Dừng lại đi. Mẹ theo con ra xe nhanh lên. Mẹ không muốn thấy con làm điều tội lỗi này nữa. Không muốn thấy con làm điều tội lỗi này nữa. Nếu như mẹ cứ chần chừ, cả con nhà mẹ sẽ gặp nguy hiểm. Mẹ biết không? Đi thôi con. Trường ơi, chẳng lẽ con không còn cách nào để thoát khỏi sự sai khiến của người ta sao? Chưa đến nước này rồi, làm sao con khỏi nhà được nữa hả mẹ? Mẹ nói với các em là con đi công việc một thời gian, đừng để tụi nó lo lắng và suy nghĩ nhiều. Mẹ không về nha. Trường ơi, mẹ không muốn con rời xa mẹ. Con sẽ cố gắng tự bảo trọng. Mẹ để con đi. Trường, Trường,
Đường ơi. Có sao không anh? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.